Thưa quý vị, trong đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn di chuyển chậm lên phía Bắc và có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Trong chiều và tối nay, nó có khả năng mạnh lên thành bão, là cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông. Đến 13 giờ chiều nay, thì tâm bão ở trên khu vực phía Bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Sau đó, nó tiếp tục di chuyển lên phía Bắc và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến chiều mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, nên khu vực phía bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn trên đất liền, trong ngày hôm nay, khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Vì thế, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi cao hơn. Với những diễn biến của thời tiết như vậy thì nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi không cao, chỉ từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn, từ 29 đến 31 độ. Quá trình mạnh lên của áp thấp nhiệt đới khiến cho gió mùa Tây Nam ở các tỉnh phía Nam cũng hoạt động mạnh lên. Vì thế hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa nhiều. Riêng Tây Nguyên có mưa cả ngày với cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng từ 24 đến 27 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 28 đến 31 độ.